Xin chào các khán giả yêu quý của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Mình là My và mình sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong công cuộc chinh phục các mẫu origami cực kỳ độc đáo, cũng như những câu chuyện bên lề cũng cực kỳ thú vị xoay quanh các mẫu origami đó. Hãy đón xem đến hết chương trình nhé! Rời xa chủ đề 12 con giáp, hôm nay chúng ta sẽ đến với một loài chim biểu tượng của văn hóa Nhật Bản. Các bạn đã biết đó là loài chim gì chưa? Hình tên... Thử thách của chúng ta hôm nay sẽ là origami hình con hạc đậu đỏ. Đây là một mẫu gấp do anh Nguyễn Hùng Cường, thành viên của Việt Nam Origami Group sáng tạo. Để được gấp được mẫu này, các bạn hãy chuẩn bị sẵn một tờ giấy hình vuông màu đỏ với kích thước 15x15cm và hãy cùng chúng mình gấp nhé. Khi bạn cắt đôi theo đường chéo thì ta sẽ được một tờ giấy tam giác bằng một nửa hình vuông như thế này. Và ta sẽ gấp đôi từ đỉnh nhọn bên này để chặn đỉnh nhọn bên kia. Ta sẽ gấp cạnh bên đi vào giữa. Tiếp đến ta sẽ gấp vào sao cho nếp gấp của ta bắt đầu từ điểm giữa ở đây và gấp vào trong sao cho mép giấy phía ngoài này đi vào trùng với đường ở giữa. Tiếp đến ta lật mặt sau và gấp mép phía ngoài này vào giữa. Bây giờ ta sẽ lặp lại với bên kia. Bây giờ ta sẽ mở ra. Và lật mặt sau. Chúng ta sẽ thực hiện từng bên một. Đầu tiên là mở phần giấy ra. Khi mở ra thì ta sẽ thấy các đường chéo theo từng tầng. Tầng dưới thì ta sẽ chuyển nó thành tất cả là nếp lồi. Đây là hai nếp lồi ở tầng dưới. Và tầng trên thì ta sẽ chuyển tất cả thành nếp lõm. Bạn có thể lật mặt sau để bóp phần mặt sau này thì nó dễ hơn là mình lật mặt trước. Là như vậy thì ta đã có phần, đây là hai nếp lõm và đây là hai nếp lồi. Các nếp này khi kết hợp tất cả lại với nhau thì ta sẽ ép dẹp mẫu lại thành hình như thế này. Và ta sẽ lặp lại với bên này. Tiếp đến ta sẽ gấp từ phía ngoài gấp vào giữa. Tuy nhiên thì ta không miết hết cả đường mà chỉ miết từ dưới lên đến gần hết, gần chạm phía ngoài này thôi, bởi vì là ở đây bị vướng một lớp giấy rồi, ta không thể miết hết tất cả được, mà khi gần chạm đến thì ta sẽ dừng lại. Ta lặp lại với bên kia. Đây là hai nếp mình vừa tạo. Bây giờ mình sẽ gấp đôi mẫu lại. Ta có hình này. Và ta sẽ gấp đôi phần tam giác
nhỏ đây. Tiếp đến là luồn tay vào phía trong này, ấn bẹp phần giấy ra. Ta sẽ miết ở phía trên đến khi đến cái giao điểm của đường chéo và cạnh này. Mình chỉ miết từ trên đến giao điểm thôi, không miết hết để phần dưới phồng. Ở đây ta có thể căn chỉnh sao cho cái đường ở giữa này nó thẳng hàng với các nếp giấy phía sau, bằng cách là mình nhìn phần phía sau, mình đặt mặt sau nhìn thấy làm sao cho tất cả các đường này nó trùng nhau là được. Quay lại phía trước, ta sẽ phải tạo thêm hai nếp rất nhỏ ở đây, nó có dạng chữ V ngược. Như thế này. Để bóp phần này vào này. Ta sẽ mở giấy ra một chút và ta sẽ thấy là hai đỉnh của chữ V đang lồi lên, thì ta sẽ ấn nó lõm vào. Sau đó ta lại ép tất cả lại. Đây là lúc ta ép tất cả lại. Và sau đó ta ép tiếp hai phần giấy còn lại vào để tạo thành hình cổ của con sếu dài và nhỏ như thế này. Bây giờ mình sẽ làm đầu của con sếu. Ta sẽ mở phần giấy màu đỏ ở trong này ra này. Ở đây ta sẽ mở phần giấy màu đỏ ra. Và lật nó ra ngoài một chút. Sau đó mình lại khép các lớp giấy trở lại, nhưng mà chỉ khép phần giấy ở phía phần cổ thôi. Phần giấy ở phía mỏ, phía nhọn này thì ta vẫn để phồng. Và bây giờ ta sẽ tạo các nếp chéo giống như là hình chữ M vậy. Mình sẽ tạo các nếp chéo để ép các phần giấy này sát vào với nhau. Đây sẽ là phần cổ của con sếu và đây sẽ là phần đầu và mỏ. Với phần mỏ của sếu thì ta sẽ gấp zig zag. Mình sẽ tạo hai nếp zig zag để làm thành phần mỏ. Sau khi có hai nếp zig zag thì ta bóp nó lại và ép dẹp. Ở đây ta sẽ lật thêm một lớp giấy, chỉ một lớp giấy thôi, từ dưới lên ở phần nhọn này để làm cho cái mỏ nó có màu trắng. Ta lặp lại phía sau. Như vậy ta đã xong phần đầu và cổ. Bây giờ mình tiếp tục đến phần cánh. Với phần cánh này thì ta sẽ bắt đầu với điểm ở dưới này. Từ điểm dưới này thì ta sẽ tạo một nếp gấp vuông góc với đường nằm ngang ở đây để kéo được cánh sang bên. Sau đó kéo lớp giấy ở dưới lên trùng với phần giấy nằm ngang vừa rồi và miết
từ điểm dưới này ra đến ngoài cùng. Phần còn lại ta vẫn để phồng, không miết. Bây giờ ta lật mặt sau và lặp lại bước vừa rồi với cánh bên này. Trở lại mặt phía trước. Thì đây là hai phần cánh mình để phòng chưa miết gì cả. Còn cái phần miết rồi sẽ tạo ra một đỉnh nhọn làm thành đuôi. Ta sẽ nhìn xuống phía dưới. Ở đây có 4 lớp giấy. Ta sẽ chia đôi mỗi bên 2 lớp. Cho tay làm phồng phần giấy đó ra, chia đôi mỗi bên 2 lớp và ép xuống. Tiếp đến thì lại gấp lên, tạo nếp theo hình chữ V và lật ngược phần đuôi lên. Đây là xong phần đuôi. Bây giờ quay lại phần cánh. Ta lại mở phần cánh ra và ép dẹp phần cánh lại. Chỗ này các bạn có thể điều chỉnh hình dáng cánh cho nó theo hướng như thế nào mà các bạn thấy nó đẹp nhất. Cánh sẽ hơi vươn hướng lên như vậy. Và phía sau ta cũng lặp lại như thế. Như vậy về cơ bản là ta đã xong mỗi xíu đầu đỏ. Ở đây mình có thể lật phần cánh ra để tạo thêm độ cong cho cánh một chút. Như thế này. Phía sau cũng vậy. Đây là mẫu xếu đỏ đỏ hoàn thành. Vậy là dưới sự hướng dẫn của Việt Nam Origami Group, chúng ta đã hoàn thành xong mẫu gấp con hạc rồi đây. Chim hạc là biểu tượng của sự trường thọ cũng như điểm may mắn. Ngày nay ở Nhật Bản, người Nhật vẫn tặng chim hạc cho người bệnh để cầu mong họ sớm khỏi bệnh. Dù không phải quốc điểu của Nhật Bản, hạc đầu đỏ vẫn là một biểu tượng lớn của văn hóa Nhật. Các bạn có biết không, trong logo của hãng hàng không Japan Airlines cũng có hình chim hạc đầu đỏ đấy. Nếu các bạn có thắc mắc hay có nguyện vọng muốn chúng mình hướng dẫn gấp mẫu gì thì hãy comment xuống bên dưới nhé. Đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Các bạn hãy sáng tạo với mẫu gấp này và đăng lên Facebook kèm hashtag OrigamixCulture để chúng mình cùng xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của OrigamixCulture.